Mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Sáng nay, 21 tháng 4 năm 2020, siêu thị Hạnh Phúc Không Đồng đã chính thức mở cửa tại số 339 Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, quận 3, Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Việt Nam. Người dân được mua các mặt hàng thiết yếu với giá không đồng, với những hóa đơn dưới 100.000 đồng một người. Hình ảnh các cô chú anh chị rất hạnh phúc, giống như được đi chợ cùng người thân của mình. Công việc thiện nguyện này của các nhà hảo tâm giúp ta hiểu thêm về tình tương thân tương ái, giúp đỡ những người khó khăn trong mùa này, mà còn lan tỏa ý nghĩa đến các bạn trẻ, những người có điều kiện giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Thời gian mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 11 giờ trưa, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Siêu thị gồm 3 gian hàng: lương thực, thực phẩm, gian hàng quần áo và sách truyện. Rất mong các nhà hảo tâm sẽ có nhiều siêu thị đến với các vùng sâu vùng xa hơn nữa, để giúp người dân nghèo được an ủi phần nào trong mùa này. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã có những việc làm thật ý nghĩa, thật hạnh phúc đến với những người dân nghèo. Một lần nữa xin cảm ơn và cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn.